thêm vào nhóm khối thực hành buổi chiều thì mình sửa sơ lược bài nhận dạng thuốc buổi sáng. Thì một số anh chị gửi sớm nhưng mà có một số vừa mới gửi, vừa mới nhận mail gửi nộp bài luôn, cho nên là đọc lướt qua một số bài thôi chứ chưa đọc hết hoàn toàn nha. Nhưng mà nói về khi mình sửa thì mình cũng rút kinh nghiệm chung chung thế này, đó là nói về một số cái được của nó mình, đó là các anh chị nhận dạng tương đối đạt, tương đối thôi. Bởi vì khi mình nhận dạng từng thuốc như thế này thì đa phần là các anh chị vào cái ưu điểm, đó là mình biết được cái cách mình tìm thông tin, có nghĩa là mình tìm thuốc. Một số anh chị là có thuốc, nhưng mà một số anh chị là chụp thuốc ở ngoài, hay là các anh chị có thể có nhà thuốc hoặc là thuốc các anh chị đang sử dụng, mà thuốc nào không có thì mình biết cách để mình tìm cái thuốc đó. Là lớp mình được có một cái là đa số các anh chị tìm thuốc được, nhưng mà có cái lưu ý thế này nè, đó là ngay lúc đầu tôi đã nói rồi, ngay khi mình học phần thực hành đã nói luôn là cái lưu ý các anh chị học thực hành nhận dạng vỉ thuốc nha. Cho nên là mình cố gắng mình tìm những hình ảnh là vỉ, bởi vì nếu như hộp thuốc thì nó không phải là nhận dạng nhanh, mà khi các anh chị làm thực tế, khi các anh chị ở trên thực tế mà tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, ít khi nào người ta đem hộp thuốc cho các anh chị xem. Hộp thuốc thì nó trong đó có đầy đủ thông tin, kể cả cái tờ hướng dẫn sử dụng thuốc luôn nha. Cho nên là khi mình làm phần thực hành, nó có nghĩa là cái phản xạ nhanh của mình đó, là mình phản xạ nhanh và mình xử trí nhanh các trường hợp mình xem vỉ thuốc. Và khi mình lấy thuốc cũng cho bệnh nhân cũng đa số là mình lấy vỉ hoặc là mình cắt viên ra, hiếm hiếm cái trường hợp mà bệnh nhân mua cái hộp thuốc nha. Cho nên là đối với nhận dạng ở đây, các anh chị lưu ý mình nộp cái hình đó, có một số anh chị vẫn nộp hình hộp thuốc, các anh chị nộp cái hình hộp thuốc mà có kèm vỉ thì không sao hết, bởi vì chụp dính vô thôi không sao. Nhưng mà nếu như họ nộp cái hình hộp không mà không có vỉ ở trong đó thì nó sai với cái quy định nha. Rồi cái đó là lưu ý khi mà các anh chị nộp hình. Rồi khi mà bây giờ mình đi vào cái nội dung ở bên trong á, thì mình có một số lưu ý thế này, là mình vẫn dài dòng quá, nên là các anh chị lấy cái thông tin á, cho các anh chị lấy cái thông tin copy dán, mà là các anh chị ghi nhiều ôm đồm quá, nhất là cái phần tác dụng chỉ định, tác dụng phụ chống chỉ định đó, mình ghi quá dài, giờ trong vòng thời hạn 2 phút mà làm sao mình ghi được như vậy. Nhưng nếu như mình làm thực tế mình không ghi được vậy đâu, cho nên đây các anh chị lưu ý mình phải ngắn gọn súc tích lại nữa, chứ không có dài dòng được, đừng có ghi dài. Ví dụ như là tác dụng nó là tác dụng gì, các anh chị trả lời thẳng ra, chứ không cần ghi là giảm đau mức độ trung bình đến yếu, hoặc là trường hợp là giảm kéo dài các dai dẳng các trường hợp viêm khớp. Giờ ví dụ như tác dụng các anh chị lấy kháng viêm được, chỉ định viêm khớp vậy thôi, chắc đừng có ghi dài dòng nha, ghi ngắn gọn súc tích đúng trọng tâm, chứ không có nói lằng nàng. Rồi đối với cái phần tác dụng chỉ định thì chút xíu nữa sẽ tổng hợp và sửa luôn cho các anh chị cái phần buổi này, là những cái linh tinh đó, những cái mà không cần phải học bài là trên vỉ thuốc này. Dược chất, việc dược, nồng độ, hàm lượng thì đa phần các anh chị làm tạm ổn, có một số trường hợp mà sai không đáng kể, có thể là ghi nhầm lẫn. Cái gì mình nhầm lẫn nhiều nhất là gì ạ? Cái dược chất với cái việc dược á, mình quay lại cái biểu mẫu của mình chút xíu nè. Đây, dược chất, việc dược, dược chất nằm ở trên, việc dược nằm ở dưới. Có rất nhiều anh chị lộn ngược hai cái dòng này với nhau, bởi vì cái đập vào mắt mình đầu tiên là cái việc dược. Các anh chị nhìn được cái trên vỉ thuốc, cái dòng mà các anh chị nhìn đầu tiên là biệt dược, thì các anh chị đặt bút ghi hàng đầu tiên. Ví dụ như là có một số bài các anh chị ghi nè, panadol
Mới nhìn vô thấy Panadol, ghi Panadol. Nhìn chữ nhỏ nhỏ phía dưới nó ghi chữ Paracetamol. Vậy là sai rồi. Đúng không? Panadol là biệt dược mà. Còn dược chất là paracetamol. Thì cái này rồi rất nhiều trường hợp các anh chị bị nhầm lẫn thôi nha, nhầm lẫn là bởi vì nguyên bài của các anh chị cứ kiểu kiểu vậy là nhầm lẫn, hay là các anh chị nhìn vào cái đọc vào mắt mình đầu tiên, cái mình thường mình sẽ đặt bút ghi đầu tiên luôn, chỗ này lưu ý tới lúc thi vẫn còn gặp nhiều lắm nha, lưu ý sai chỗ này nè. Đây đổi ngược lại vậy. Đây, hàm lượng 500 mg. Đa số là đúng. Một thuốc thì chỉ có dạng nồng độ và hàm lượng thôi, cho nên nếu có hàm lượng rồi thì sẽ không có nồng độ. Và mình yêu cầu paracetamol là dạng vỉ mà, cho nên hàm lượng 500 mg. Ha. Đây. Cái phần cách dùng nè, uống, bôi, tiêm. Para của mình là dạng vỉ cho nên chắc chắn cách dùng là uống. Nha, là uống. Có một số anh chị làm bài làm viên ví dụ FP mà viên đặc trị tràng á, thì tại vì mình nói không rõ là vỉ vỉ viên nén là vỉ gì, thì có một số anh chị vẫn làm FP viên đặc trị tràng thì vẫn được. Nếu đặc trị tràng thì ở đây các anh chị ghi cách dùng là đặc trị tràng hay đặc hậu môn. Nha, phía trước nó là FP nha, còn Panadol đặc là không thấy nha. Còn đa phần khi các anh chị là cái vỉ Panadol để uống thì mình ghi cách dùng là uống thôi, vậy thôi nha. Rồi dạng bào chế Panadol là giờ viên nén đó, ghi viên nén thì thôi. Hạn dùng ở trên vỉ thuốc, cái hạn dùng là nhiêu, các anh chị ghi chính xác cái hạn dùng trên vỉ thuốc đó. Mỗi mỗi một anh chị là sẽ cầm một vỉ thuốc để nhận dạng khác nhau, cho nên hạn dùng không ai giống ai hết. Bảo quản thì tất cả các thuốc đều là nơi mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Rồi bây giờ đây là những thông tin trên vỉ thuốc, không cần thuộc bài nữa. Mình nhìn lên là ghi được. Còn bốn ô này là phải thuộc bài nha, chứ trên vỉ thuốc không có. Nếu trên vỉ thuốc nó có thì nó không đầy đủ, hoặc là những thông tin đó có là để cho người bệnh là người ngoài chuyên môn, hoặc là ví dụ bệnh nhân họ nhìn vô họ biết được, họ đọc được và họ hiểu được. Còn đây mình tổng hợp với dạng là chuyên môn, cho nên chỗ này là không phải nhìn trên vỉ thuốc ghi mà là nằm trong đầu mình á. Mình học thực hành là trên cơ sở là lý thuyết mình đã nắm vững rồi mình mới thực hành được. Cho nên ví dụ cứ paracetamol nè, tôi không để ý biệt dược nó là gì. Ví dụ như là người thì làm panacton, người panadon, người habacon, người là paracetamol nghiệp chẳng hạn, nhưng mà tác dụng đều là một, tác dụng một đều là giảm đau, hạ sốt, giảm đau nè, hạ sốt nè. Khi mà đánh máy á, thì nó khó xuống hàng bởi vì nó nhảy ký tự, hoặc là nó sắp xếp không được ý của mình. Cho nên là khi các anh chị đánh máy thì các anh chị có thể viết bằng cái cách nhau bằng dấu phẩy như thế này. Còn nếu anh chị nào mà làm tay á, thì mình hay hơn đó là mình thường là mình sẽ làm như thế này nè, giảm đau đó nha. Xong rồi cái tới xuống hàng, hạ số. Rồi gây hạ sốt vậy thôi, dễ dễ nhìn. Anh chị nào mà trình bày như này rất dễ nhìn. Rồi đây là tác dụng tối đa của nó rồi, giờ tới cách dùng nè. Xin lỗi, chỉ định nè. Chỉ định là bệnh gì cần phải uống thuốc này, đó là bệnh gì cần giảm đau tương ứng trên nè. Bệnh gì cần giảm đau, bệnh gì cần hạ sốt. Vậy thì khi nào cần giảm đau mà đau. Nhưng mà khi mình học nè, thuốc này chỉ sử dụng trong cái trường hợp đau nhẹ đến vừa thôi, là cái đó ở trong đầu mình. Nhưng khi mình thể hiện ra nè, cái gì đau nhẹ đến vừa, các chị ghi đau do ung thư được chất quốc đúng không? Đau do ung thư là đau đau nặng, ung thư giai đoạn cuối, hoặc là đau do chấn thương nặng do tai nạn thì chẳng hạn. Như vậy thì nó không không hợp lý, cho nên là đau gì nhẹ nhẹ thôi, đau cơ là cũng nhẹ nhẹ rồi nha. Rồi khi nào cần phải hạ sốt, khi nào cần hạ sốt, khi sốt, vậy thôi. Rồi bây giờ nè, đây mới có hai ý, đây mới có hai ý đúng không?
đau cơ dưới sốt hết à. Bây giờ cái yêu bậc cầu bài của mình á, là làm thế nào mỗi phần ghi ba ấy, nếu như nó nhiều chỉ định quá mình phải ghi ba cái chỉ định, cho nên từ chỗ này nè đau cơ nè tôi thêm cái chỉ định nữa liên quan tới đau, mức độ nhẹ đến vừa thôi, đau răng là nhẹ nhẹ rồi đó, có người ghi đau đầu nhưng đau gì cứ bất kể trường hợp nào đau nhẹ đến vừa là được, các anh chị ghi ba bệnh cần phải giảm đau ra. Này tác dụng phụ nè, uống này vô tôi bị cái gì, trả lời thẳng nó vào, không những dây dưa là uống thời gian kéo dài hoặc là trong một số trường hợp bị gì 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 đó thì mình ghi thẳng cái triệu chứng nó ra luôn. Ví dụ như là phát ban, ví dụ nha phát ban rồi rối loạn tiêu hóa được viết tắt, rối loạn tiêu hóa ví dụ đau bụng tiêu chảy buồn nôn, người thì tiêu chảy người táo bón, nó có rất nhiều cái triệu chứng rối loạn tiêu hóa trong đó, đuối nè bí nè hết, bí gừng ghi cái gì dị ứng, uống vô bị gì bị dị ứng, các anh chị đừng nói rõ ra dị ứng thể gì, bởi vì mỗi thuốc nó có một một cái nhóm nhóm khả năng gây ra dị ứng khác nhau tùy vào cơ địa nữa, cho nên là ở đây nếu như bí đường rồi mà mình muốn cố gắng làm sao để cho được ghi được đủ ý để được điểm tối đa thì chị dị ứng rồi nha. Nhưng mà nếu như thuốc nào mà nó có nhiều tác dụng phụ rồi thì các anh chị ưu tiên ghi những tác dụng phụ điển hình quá, rồi tương ứng chống chỉ định bệnh gì không được uống thuốc này hay là đối tượng nào không được uống thuốc này, thì những tác dụng phụ này nè thường nó không có cái chống chỉ định đi kèm, cho nên riêng đối với bà ra thì thường nó sẽ ghi như thế này, bởi vì những tác dụng phụ này cũng hiếm gặp, trừ người bị dị ứng là uống vô bị khó thở hoặc là uống vô nó bị đay nha, cho nên là đối với bà ra thường nó sẽ ghi như thế này nè, đặng cho dễ dễ nhận dạng để ghi cái chống chỉ định, đó là đọc trên gam ở liều cao, nó ghi vậy để mình nhớ luôn là à, uống thuốc này là phải đúng liều nó đúng thời gian chứ đừng có dùng liều cao quá sẽ gây độc trên gan. Độc trên gan vì sao, là hôm trước mình học lý thuyết mình có giải thích rồi đó, độc khi nào đó. Như vậy thì thuốc này hầu như là không có thấy tác dụng phụ, ít ít tác dụng phụ lắm, mà chỉ những trường hợp là khi dùng liều cao hoặc là kéo dài lặp đi lặp lại á, thì khi đó nó mới gây độc trên gan thôi. Như vậy thì chống chỉ định đối với những trường hợp suy gan hết rồi, suy thận dùng được nha, bởi vì nếu các anh chị suy thận á, thì mình ghi nó không chính xác lắm, bởi vì suy thận á, thì hầu hết tất cả các thuốc mình phải điều chỉnh liều rồi, trường hợp suy thận nặng là phải chỉnh liều hết, đối với những bệnh nhân suy thận á, thì các thuốc thì gần như là mình điều chỉnh liều, còn nếu như gây độc ba ra mà gây độc trên thận để trực tiếp ảnh hưởng tới thận làm suy thận là không có. Cho nên là đối với bà ra thì gần như mình không có ghi chống chỉ định suy thận, mà suy thận nó trở thành thận trọng thôi, thận trọng khi dùng bà ra thôi, thận trọng hạn chế dùng liều cao hoặc là kéo dài nha. Nhưng mà đối với bệnh nhân suy gan là chống chỉ định, bởi vì nếu như suy gan rồi nó sẽ không tạo ra được cái glutathione là để trung hòa độc tố là cái natri do bà ra chuyển hóa thành đó. Nó sẽ làm hoại tử gan luôn. Đối với những bệnh nhân suy gan mà các anh chị dùng ba gram nguy cơ hoại tử gan cao lắm. Cho nên là chống chỉ định suy gan nha. Thường các anh chị ghi á, mình hay có cái thói quen thế này, hầu hết các thuốc các anh chị có cái câu 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 gọi là câu niệm chú là cái gì, suy gan suy thận phụ nữ có thai cho con bú, đối với ba gram mà các anh chị ghi vậy là sai nha, suy gan thôi, suy thận dùng được nhưng có thể chỉnh liều, phụ nữ có thai cho con bú dùng được nha. Cho nên là đối với bà ra là chủ yếu là suy gan và MC. MC thường là tóc ký, tôi hay tóc ký kiểu này nhưng mà không có được chấm điểm. Cả đó là mẫn cảm. Ai không được uống cái này? Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, dài quá đừng có ghi vậy, ghi chữ mẫn cảm thôi đủ. Rồi nếu như cố gắng muốn ghi thêm cho đủ ý nữa thì các anh chị ghi là thiếu men. Men chuyển hóa hầu hết các thuốc là G6PD. Đó là đủ. Còn nếu không thôi cái thành cái phần này nè anh chị quên không gì thôi, đối với bài ra hai ý là đủ, ta dùng cũ trên hai ý là đủ. Rồi như vậy thì mặc dù mỗi một người
nhận dạng một thuốc khác nhau, biệt dược khác nhau, nhưng mà bốn ô này có thể ghi giống nhau. Bây giờ các anh chị có thể ghi giống giáo viên luôn, nghĩa là tới lúc thi mà các anh chị gặp ba ra cái, các anh chị cứ copy paste nguyên cái này vô, dạ, y chang nguyên phần này vô. Này tiếp nè, những thuốc còn lại đâu rồi? Đây, những thuốc còn lại là những thuốc phía dưới này, ba ra xong rồi ha. Những thuốc còn lại các anh chị để ý coi, cái nào cũng là giảm đau hạ sốt kháng viêm hết đúng không, cái nào cũng là giảm đau hạ sốt kháng viêm đều là NSAID hết, nhưng mà cái thì ức chế không chọn lọc, bởi vì cái này là 500 mg, đâu có hàm lượng 81 đâu. Hàm lượng 81 là thêm cái tác dụng ức chế cái tập tiểu cầu nữa, bỏ riêng nó ra rồi mình tách ra rồi, cho nên á những thuốc này nhập chung lại ghi một cái tác dụng một, nên là nhận dạng thì các anh chị có thể nhận dạng từng thuốc, nhưng mà cái phần tác dụng chỉ định á, ai làm máy tính mà nhanh cứ copy paste, cứ cắt dán là làm được. Đến lâu phải đắt là những thuốc dưới y chang luôn, cái gì y ghi y chang vẫn không sai, nhưng mà riêng ai mà kỹ chút xíu thì tách celecoxib ra riêng một cái, tác dụng chỉ định nó giống hệt các thuốc bên trên nhưng mà tác dụng phụ của nó thì nó lại hơi khác một chút nha. Nếu như các anh chị tách ra thì các anh chị ghi khác cái phần tác dụng phụ thôi, còn tác dụng chính của nó nè, ví dụ nha, lấy ví dụ dược chất là diclofenac đi. Rồi, diclofenac. Mấy cái này không phải, bỏ ha. Đây, tác dụng diclofenac là gì? Giảm đau, hạ sốt, thêm cái nữa nè, kháng viêm. Không, giảm đau, hạ sốt, kháng viêm. À, tác dụng của diclofenac. Đây, ngoài ra nó còn điều trị gút cấp, giảm axit uric. Nhưng mà nếu mình ghi giảm axit uric cái điện thoại aspirin không có ghi chung được, không ghi giống được, thôi đủ ba ý rồi thôi nghe. Nếu đủ ba ý rồi ghi giảm đau hạ sốt kháng viêm đủ rồi nha. Rồi tương ứng nè, chỉ định nè, giảm đau có đau cơ rồi, hạ sốt có sốt rồi, như vậy thì cái chỗ đau răng hoặc là đau, cái chỗ đau răng hoặc là đau cơ các anh chị bỏ. Ví dụ đi, lấy đau răng nè, sốt nè, khi nào cần phải kháng viêm, viêm khớp, đủ ba ý thôi ngừng. Chứ đừng có ghi, một số anh chị ghi vậy nè, kiểm soát các trường hợp cấp hoặc mãn tính của nhức khớp hoặc là thoái hóa khớp hoặc là viêm khớp, tới cuối cùng người ta bấm, người ta chấm cái chữ mà thoái hóa khớp, viêm khớp gì đó thôi, chứ đâu có chấm chữ là kiểm soát các trường hợp cấp hoặc là mãn tính đâu, dài lắm, 2 phút không thể nào các anh chị ghi nhiều chữ như vậy được nha. Cho nên là đây, giảm đau hạ sốt kháng viêm, đau răng sốt, và đau răng cái chữ nó dài lắm, đúng thích ghi đau răng thì ghi đau cường, chữ ngắn hơn, ít chữ hơn, viết nhanh hơn. Rồi tác dụng phụ đến đâu phải nói nha, uống vô bị cái gì, uống vô tôi bị cái gì nha. Đối với diclofenac thì tác dụng phụ của nó chủ yếu là trên đường tiêu hóa đúng không, cho nên nói tới diclofenac thì cái gì ghi là viêm hay là loét tùy mức độ, có nghĩa viêm dạ dày, tá tràng đó. Hoặc là ví dụ nè, các anh chị nhớ là cái bài, cái tác dụng phụ đầu tiên luôn khi uống diclofenac là gì nhỉ? Nhớ cái câu cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác mở ra đúng không, làm tăng nồng độ glycogen trong máu gây co thắt phế quản đó, co thắt phế quản này, trên dạ dày nó gây viêm loét dạ dày này, trên hệ tạo máu thì gây chảy máu kéo dài, còn không thì gây đập trên thận, đó là những tác dụng phụ điển hình của đó đó. Nhưng mà tôi ghi chữ đập trên thận đi cho nó ngắn, với lại nó có chút chỉ định liên quan, còn ghi chảy máu kéo dài nó chữ nhiều quá không thích ghi. Còn nếu các anh chị không ghi chữ đập trên thận thì các anh chị ghi chảy máu kéo dài thôi. Rồi từ tác dụng phụ nè, suy ra chống chỉ định, giờ tôi suy ra chống chỉ định nè, co thắt phế quản, chống chỉ định là ai, hèn đúng không, rồi hèn là bị đang bị co thắt phế quản mà cái gì cho uống vô cái đứt luôn nha. Rồi loét dạ dày, viêm loét dạ dày tá tràng chống chỉ định là ai,
Lép dạ gì ta chàng. Viết tắt nha, tới lúc thì đừng viết tắt. Lép dạ tá tràng. Hoặc là bệnh nhân có tiền sử lết dạ tá tràng, nhưng mà bệnh nhân có tiền sử là thấy năm chữ là mất thời gian. Lết dạ tá tràng thẳng như luôn. Đọc trên thận thì chống chỉ định là suy thận. Rồi. Đủ ba ý thôi thôi. Vậy thôi. Rồi bây giờ nè, diclofenac xong rồi phải không? Tới ibuprofen. Ibuprofen. Anh chị ghi y chang luôn. Nó cũng là tác dụng vậy, cũng tác dụng phụ chống chỉ định vậy. Rồi aspirin 500 mg cũng y chang vậy luôn. Không, hoặc là meloxicam, diroxicam, indomethacin là tất cả các thuốc thuộc nhóm NSAID không chọn lọc. Là ghi y chang vậy. Bây giờ tới celecoxib nè. Celecoxib. Nha, celecoxib. Bây giờ tác dụng này chỉ định y chang nè. Đúng rồi, các anh chị cứ ghi ba cái tác dụng, ba cái chỉ định này là y chang thôi. Rồi tác dụng phụ nó có co thắt phế quản. Là bởi vì đều ức chế cốc. Mà điều ức chế cốc thì nó sẽ tăng tạo leucogen thôi, tăng chuyển hóa theo con đường lốc, nó tăng tạo leucogen cho nên chắc chắn gây co thắt phế quản. Viêm dạ dày thì nó không gây viêm dạ dày nha, bởi vì nó ức chế chọn lọc cốc 2 mà đâu liên quan tới cốc 1, cho nên không viêm dạ dày, nhưng mà có thể gây rối loạn tiêu hóa, đúng không? Uống vô đâu không không là ví dụ như uống vô đau bụng tiêu chảy chẳng hạn. Này, nó không gây độc trên thận nhưng mà có gây độc trên tim, hỏi khó gì chống chỉ định, chỗ này các anh chị bí. Hết rồi biết rồi. Các anh chị ghi dị ứng. Cũng đủ ba ấy, đúng không? Dị tương ứng nè, chống chỉ định hèn. Cái này gì? Rối loạn tiêu hóa, không có chống chỉ định tương ứng rồi. Còn dị ứng là chống chỉ định mẫn cảm. Còn chỗ này bí. Phụ nữ có thai cho con bú khi làm bài thực hành đó, mình được phép viết tắt hai chữ, thứ nhất là rối loạn tiêu hóa nha, và thứ hai là chữ phụ nữ có thai cho con bú đó. Tới lúc thi anh chị cứ viết tắt hai cái chữ đó thoải mái, nhưng mà những chữ còn lại không có được viết tắt. Ví dụ như chữ phế quản này viết tắt là không được, chấm không được nè, có được chấm nè nha. Cho nên là tới lúc thi là tất cả các chữ các anh chị nên ghi rõ ra, trừ cái chữ rối loạn tiêu hóa ghi rõ cũng được, còn không viết tắt vẫn chấm. Rối loạn tiêu hóa và phụ nữ có thai cho con bú là được ghi tắt. Rồi như vậy thì coi như bài thực hành buổi 1 các anh chị chỉ mất cái thời gian là các anh chị đi tìm thuốc để nhận dạng thôi, còn cái nội dung tác dụng chỉ định, tác dụng phụ chống chỉ định là cứ copy bát hay cứ y vậy, lặp lại viết lại thôi, chứ đâu cần mất thời gian để mình tìm thông tin. Còn nếu như các anh chị chưa có rành về cái cách mình gom nhóm lại thì khi đó các anh chị phải xem lại cái giáo trình, cái bài giảng lý thuyết của mình. Bài giảng lý thuyết thì có gom cho các anh chị đó, không biết mình có để ý hay không thôi. Nhưng có gom nhưng mà chưa có tách riêng ra cái phần celecoxib, cho nên cái bài thực hành của mình mà chủ yếu mình ghi theo cái phần celecoxib cho nó chính xác thôi. Rồi như vậy thì những phần còn lại hay những nội dung còn lại thì khi các anh chị nhận dạng được nhiều thuốc là tự động mình sẽ nhanh lên thôi, mình nhìn sẽ nhanh lên thôi. Ví dụ như là về cách dùng dạng bào chế hay dùng bảo quản thì càng nhìn được nhiều thuốc thì cái tốc độ mình sẽ càng nhanh lên, trừ cái trường hợp này thì học lý thuyết thì nó mới nhanh được nha, và nắm về cái nhóm thuốc đó thì mới nhanh được. Rồi lưu ý cái phần dược chất, bị dược rất dễ bị lộn ngược lại với nhau. Đây, bây giờ đi qua cái phần nhận dạng thuốc buổi 2. Các anh chị thấy buổi 2 nhìn thấy mệt không? Sáng ngày mình làm, sáng mình làm như 2, 4, 6 thuốc. Mà có khi có anh chị làm từ sáng tới 2 giờ mới nộp bài. Là có bài thì hơn 2 giờ mới nộp. Như vậy thì 6 thuốc mà làm thời gian vậy, cái này chắc thức trắng nguyên đêm. Cho nên đối với bài kháng sinh thì mình sẽ còn cái này nữa nè, lưu ý nha. Mình gom nhóm trước,
Sau đó mình chọn một thuốc mình đưa vào cơ thể nhận dạng. Cái này mà ai mà không học lý thuyết kháng sinh là chết luôn. Mặc dù lý thuyết kháng sinh mình mới học có cái phần đầu slide đầu, còn cái phần nguyên tắc là tôi hẹn các anh chị là tới phần thực hành đúng không? Nhưng mà bây giờ trước khi thực hành là các anh chị đang đang quen với cái thao tác thực hành nè, tôi sẽ không giảng đâu. Nhưng mà tới sáng ngày mai á, khi tôi sửa bài các anh chị á, là sửa cái phần thực hành cho các anh chị rồi thêm cho các anh chị phần nguyên tắc sử dụng thôi. Giờ nếu như các anh chị học cái bài kháng sinh được hơn nữa là cái phần khúc đầu gom nhóm rồi đó, là làm được cái này rồi nha. Cho nên là mình sẽ thực hành trước, hôm nay sẽ hướng dẫn cho chị thực hành trước, sáng ngày mai vừa sửa thực hành vừa thêm cho các anh chị cái phần nguyên tắc khi mình sử dụng kháng sinh. Được chưa? Rồi bây giờ nè, khi mình học các nhóm kháng sinh và cái phần lý thuyết đó, thì mình học tổng cộng 8 nhóm chính thường sử dụng trên lâm sàng. Các anh chị biết là trên thực tế có rất nhiều kháng sinh, rất nhiều nhóm kháng sinh, nhưng mà khi mình học đó, cái cơ bản nhất là 8 nhóm thôi, nhớ nha, chứ không phải là trên thị trường chỉ có 8 nhóm đâu. Cái mà mình được tiếp cận, mình được học đó là 8 nhóm. À, bây giờ nhiệm vụ của mình nè, đưa những tên thuốc này nè vào đúng cái nhóm của nó, đưa những tên thuốc này vào đúng cái nhóm. Rồi sau đó, cái này là bước thứ nhất phải không? Bước thứ hai, các anh chị chọn một kháng sinh trong nhóm, thích nào chọn cái đó, trong nhà mình có sẵn cái nào mình chọn cái đó. Có nghĩa là các anh chị chọn một dược chất trong nhóm đó để các anh chị nhận dạng. Nhận dạng là giống hệt như hồi sáng, có nghĩa là chụp hình thuốc đó lại hoặc là tải cái hình ảnh thuốc đó về, xong rồi dược chất biệt dược nồng độ hàm lượng tác dụng chỉ định tác dụng phụ chống chỉ định là y si cái bản đó, đó. Cho nên đối với bài thực hành là các anh chị vẫn áp dụng cái bản đó, nhưng mà trước khi vào cái bản là mình có thêm cái phần. À, trước khi vào cái bảng nha, mình sẽ có cái phần này. Ví dụ tôi ghi gì, ví dụ ghi vậy nha, tôi ghi là nhóm, ví dụ thích nhóm cyclin, tôi ghi nhóm cyclin trước. Nhóm cyclin có những thuốc gì các chị lưu ý nè, nghe không kỹ là làm sai chỗ này nha. Các anh chị ghi nhóm cyclin, các anh chị mở lý thuyết ra, các anh chị ghi hết tên thuốc nhóm cyclin trong đó là sai bét, sai nha. Không ai kêu ghi hết thuốc trên thị trường đâu, là trong những thuốc mà trên cái bảng này nè, trên hai cột này nè, đây hai cột thuốc này nè, cái nào thuộc nhóm cyclin các anh chị ghi vào. Bây giờ điểm nhận dạng của mình nha, cyclin là những thuốc có tiếp vị ngữ là cyclin đúng không? Penicillin không phải, vì nó là cyclin chứ không phải là cyclin. Rồi hoặc là khi mình đọc dài xuống dưới đây dính một cái này nè, thấy được cái cyclin rồi nè, đúng chưa? Rồi copy nó thấy này đó, là tôi có tetracycline nè. Rồi nhìn xem nữa coi có gì không, kiếm cyclin nữa đây, doxycycline thấy nó là này. Đó thì bây giờ có hai tên thuốc này, có hai tên thuốc trong cái bảng này, ngoài thị trường hoặc là trong giáo trình mình còn nhiều tên thuốc khác nữa mà ta đâu yêu cầu mình làm đâu nha. Ở trong cái bảng này chỉ có hai cái dược chất này thôi, thì các anh chị ghi hai dược chất này ra. Rồi xong xuống đây các anh chị chèn cái bảng vô, các anh chị bắt đầu kẻ cái bảng ra. Bây giờ oxy thì ít xài không thấy, mà trên thị trường thấy tê tra nhiều, các anh chị lấy cái mẫu tê tra về các anh chị nhận dạng. Còn không thì nhà ai mà có doxy đó, nhà ai có sẵn doxy trong nhà thì các anh chị cứ lấy ra, các anh chị nhận dạng rồi chụp hình lại nộp bài. Có nghĩa là tới cái phần số 2, cái bước số 2 là giống hệt như thực hành buổi sáng. Rồi xong nhóm cyclin, và bây giờ tới nhóm khác, ví dụ như là nhóm phenicon, kiếm cái nhóm nào mà dễ nhận diện chưa đặng nói, còn nào khó nhận diện cho các anh chị làm nha. Đây ví dụ như
Đây là nhóm phenicol. Thì các anh chị nhìn ở trong đây nè, nhóm phenicol là những thuốc có tiếp vị ngữ là phenicol. Thì các anh chị đọc cái dược chất penicillin, cefaganta gì gì đó tìm phenicol trong đây. Và có không? Đây, loram phenicol. Đưa lên đây. Đó, loram phenicol. Còn lại hết rồi. Ở trong cái bảng này nó có mình loram phenicol thì buộc các anh chị phải nhận diện loram phenicol. Đâu còn lựa chọn nào khác đâu. Ví dụ như là cái nhóm beta lactam nó có nhiều kháng sinh lắm á, thì các anh chị tùy chọn một thuốc ở trong đó để các anh chị nhận diện. Còn nhóm phenicol này có một thuốc một à, đâu còn lựa chọn nào khác, cho nên là buộc phải lên Google đánh cái chữ loram phenicol ra tìm thuốc, tìm hình ảnh thuốc đó để các anh chị nhận diện. Rồi tương tự vậy làm cho các nhóm còn lại, tổng cộng 8 nhóm kháng sinh. Lưu ý nhắc lại nha, là chỉ đưa những kháng sinh trong cái bảng này nè vào cái nhóm tương ứng của nó, rồi chọn một thuốc trong nhóm đó ra để nhận dạng. Còn nếu không, ai mà thích thì nhận dạng hết tất cả các kháng sinh này cũng được. Nhưng mà đuối lắm đó. Trước câu là cực kỳ mệt đó. Trừ trường hợp là thuốc có sẵn nhà thuốc hết, các chị lôi ra các chị chép lại thôi, làm chi cho nó mất thời gian nha. Cho nên là bước đầu tiên là đưa vào nhóm tương ứng. Bước thứ hai là chọn một kháng sinh trong nhóm đó, rồi nhận dạng tương tự như buổi sáng. Rồi, như vậy thì chiều nay các anh chị sẽ nhận dạng cái kháng sinh, tất cả các kháng sinh này nè. Cô cho em hỏi kỹ lại cô. Rồi, hỏi gì ạ? Cô cũng như là mình chọn các nhóm kháng sinh xong rồi, ví dụ trong nhóm nó có 2-3 kháng sinh thì mình chọn một kháng sinh để mình làm trong cái bảng. Bảng, cô. Đúng rồi. Đúng rồi. Chứ không phải là làm trong nhóm đó là làm hết hả cô? Không, chọn một thôi. Mục đích mình gom nhóm là để mình chọn một kháng sinh đó để mình làm thôi. Dạ, dạ, hiểu. Với lại sẵn ở đây á, thì tôi sẽ kiểm tra luôn các anh chị gom nhóm có đúng không. Nếu mà sai thì mình phải sửa. Mình làm sai thì mình có cái mình sửa. Đấy là cái bài kháng sinh quan trọng nhất là gom nhóm á. Dạ, dạ. Rồi khi các anh chị nộp bài qua mail á, các anh chị lưu ý nó có một số bạn thì cũng nhờ tôi kiểm tra mail xem có nhận được bài hay chưa. Tuy nhiên là lớp mình hai lớp cộng lại tương đối cũng đông nha, cho nên là nộp mail á nó khó cái thế này nè. Mình trả lời từng người á, thì nó bất tiện quá, mà mình tổng hợp lại thì nó lại các anh chị nộp nó không có đồng loạt đó, có nghĩa là nộp sớm nộp muộn tùm lum hết. Cho nên khi mà gửi mail các anh chị chịu có tự kiểm tra mail của mình, với là tự động mình kiểm tra được. Các anh chị cứ vào cái phần thư đã gửi đó, vào thư mục đó, thư đã gửi, các anh chị vào đó xem. Nếu như thấy có cái bài của mình ở trên đó, có nghĩa là các anh chị đã nộp đi rồi, là thư của các anh chị đã gửi được rồi. Nếu như nó có dấu chấm cảm hoặc là trong cái mail, cái phần thư mục đó mà nó không có, thì các anh chị vào cái thư mục là đang gửi, hoặc là cái thư mục mà cái phần mà cái mail mình bị sót lại đó các anh chị. Ví dụ như trong thư nháp á, nó có hay bị nằm trong thư nháp nó gửi không được á. Còn đa phần nếu gửi không được á thì là nó sẽ có dấu chấm cảm đó. Rồi các anh chị mới qua Zalo các anh chị gửi, mình ưu tiên là gửi trên mail trước cái để lưu bài. Cho nên là khi gửi mail đó các anh chị cứ vào cái phần thư mục là đã gửi á nha. Thư mục đã gửi các anh chị kiểm tra lại. Nếu như cái bài của mình nó có nằm trong đó nha, thì là chắc ăn là gửi được cho giáo viên rồi. Đối với phần gửi mail là các anh chị đừng sợ mất, trừ trường hợp các anh chị ghi địa chỉ mail sai thôi. Rồi còn riêng về cái bài mà các anh chị làm để nộp qua đường link á, thì thường là khi các anh chị nộp là nó sẽ trích xuất ra cái danh sách luôn. Cho nên là khi mà các anh chị nộp bài kiểm tra, thường nó sẽ check nguyên cái danh sách đó và gửi cho các anh chị rất nhanh. Còn mail là mình ngồi thống kê từng tên này chết luôn, nó không có nằm ở ngoài nữa. Mà mail nữa sẽ chờ một lượt các anh chị gửi hết tới lúc chấm rồi mới mở. Cho nên là khi lúc nhìn nó, một là tôi trực tiếp đi vào bài của anh chị luôn, là để thể hiện cái mail đó nó vẫn còn là chưa xem. Còn nếu như tôi bấm xem rồi thì khi đó khi chấm có thể bị sót bài của anh chị.
nha, cho nên là nó sẽ không mở mail từng người được, mà chỉ nhìn cái danh sách ở bên ngoài không thì nó lại không có tên, có rất nhiều bạn không có tên nha, cho nên là gửi mail các anh chị chịu khó tự kiểm tra mail của mình dùm. Còn trường hợp nào bất đắc dĩ dữ lắm thì các anh chị gửi qua Zalo thêm, có nhiều anh chị là gửi mail được rồi cái gửi thêm Zalo cái nữa cho chắc ăn. Rồi như vậy thì bài chiều nay của mình thì các anh chị có buổi chiều buổi tối thì các anh chị làm, và mình sẽ kết thúc nhận bài vào lúc 8 giờ sáng mai nha. Sáng mai mình sẽ bắt đầu lúc 8 giờ, nó sẽ sửa. Lưu ý là cái phần sửa bài kháng sinh là quan trọng nhất nha. Bởi vì nói trước luôn cho các anh chị là khi các anh chị làm bài thực hành vào làm bài thi thực hành vào chiều ngày mai á là mình nhận dạng 5 thuốc thôi. Còn phần còn lại, phần nửa còn lại là các anh chị đánh trắc nghiệm liên quan với kháng sinh nha. Và cái bảng khi các anh chị sửa xong đó là các anh chị để lại cho anh chị làm tư liệu để tới lúc mà mình thi mình lôi cái đó ra mình làm, kể cả thi lý thuyết cũng lôi nó ra làm luôn. Là cho nên là 8 giờ sáng mai các anh chị chịu khó tập trung và đúng giờ tôi sẽ sửa cho các anh chị trước, rồi cập nhật cái phần nguyên tắc sử dụng kháng sinh, sau đó hướng dẫn thực hành buổi tiếp theo. Dạ cô ơi, Rồi xong. dạ cô cho em làm rõ cái đề bài chiều hôm nay lại cô ha. Theo em hiểu như là cô, vậy là mình sẽ chia các đề bài cô cho đó, mình sẽ chia làm 8 nhóm kháng sinh, thì mình sẽ Đúng. lấy tiêu biểu mỗi loại thuốc trong 8 nhóm đó, vậy thì ta sẽ nhận diện 8 loại thuốc đúng không cô? Đúng rồi, chính xác. Dạ 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 cảm ơn cô. Các anh chị cuối cùng nộp 8 cái hình, cái bài làm tổng hợp với 8 cái hình thôi nha. Cô ơi, hẹn nộp là tới mấy giờ vậy cô? 8 giờ sáng ngày mai là ngày mai lớp mình bắt đầu học lúc 8 giờ luôn á nha, chứ không có phải 7 giờ 30 nha, tới lúc 7 giờ 30 các anh chị réo tôi không có nhà nha, mình vào trễ chút xíu 8 giờ mình học. Dạ cô, cái đường liên học của cô, cái nhóm của tụi em không có thông báo lên tụi em vô trễ cô, lại có nhiều khi không biết là học có học hay không nữa, giống như bữa nay buổi chiều tụi em mới được vô đó cô. Nhóm nào ạ? Dạ cái nhóm nhóm học bù của cô. À, nhóm học bù mình có học thực hành vật lý không? Cái này các anh chị phải hỏi lại nha. Với nhóm học bù hôm trước thì lý thuyết thì cũng có báo cho quản lý nhóm đó.